chào quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc đã truy cập vào kênh của Tị Audio, một kênh chuyên cung cấp thiết bị âm thanh hàn bái, cục đẩy Crown Macrotech. Vậy quý vị nào có nhu cầu sở hữu, xin vui lòng liên hệ theo số 0975600005 để có được sản phẩm tốt nhất, và cũng rất vui nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới, đồng thời chia sẻ với bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc. Quý vị thân mến, hôm nay em xin phép được giới thiệu đến quý vị, bên em mới về được một số đẩy 2402. Đây là dòng đẩy Crown Macrotech 2402 được mang về từ Mỹ. Hôm nay em muốn quý vị cùng em để chúng ta cùng xem và tìm hiểu về dòng đẩy này, cũng như kiểm tra về sắc đẹp và nội thất của dòng đẩy 2402. Vâng, dòng 2402 này nó cũng như dòng 3600 VZ. Đây, hai nguồn xuyến của nó còn rất là mới. Nó được chạy với 8 tụ nguồn, mỗi một tụ là 11.500 microfarad. Quý vị thân mến, đây là sản phẩm về còn rất đẹp, được đánh giá là đẹp trên 90%. Đây là vỉ bo mạch lọc nguồn từ tín hiệu âm thanh đi vào, nó được cải thiện rất nhiều so với những cái dòng 2402. Đây là cái màu này, là màu nó hơi xanh xanh, kiểu xanh màu lá cây. Quý vị thân mến, để muốn biết được nó đẹp, nó mới như thế nào, quý vị cứ nhìn đây, mấy cái các cái đầu dây của nó đây, nó còn đang rất mới và trong trẻo, chưa có gì là bị đen hay là ố hay là như thế nào, để dễ nhận biết nhất là hàng nó còn mới còn đẹp như thế nào. Quý vị nhìn thấy còn rất là trong sạch. Vâng, quạt đó còn rất là trắng và sạch sẽ, sáng. Trong thời gian năm vừa qua cũng có một số các quý vị cũng chưa hiểu được về cái dòng đẩy này nó xuất xứ nguồn gốc như thế nào, mình cũng có hỏi bên Tị Audio, và hôm nay em cũng xin phép trả lời luôn với quý vị và các bạn. Có những quý vị nói là cái dòng đẩy này nó còn đang ít ở Việt Nam nên chưa sử dụng nên không biết nó hay như thế nào, và họ nói sao nó ít. Em cũng xin trả lời là tại sao nó ít, là bởi vì dòng 2402 này nó được ra đời sau với dòng 2400. Bởi vậy cho nên hiện nay hàng bãi mà người Mỹ đưa ra là nó còn đang rất ít, cho nên nó chưa có nhiều hàng bãi để vận chuyển về cho ngôi trường của Việt Nam. Bởi vậy nên nó ít, còn 2400 thì nó nhiều, bởi vì 2400 nó được ra lâu đời rồi, đến nay nó hàng bãi nó rất là nhiều, nó tràn trề, có những cái dùng 10 năm, 15 năm, 20 năm nó có. Còn hàng này thì nó ra đời sau cho nên là nó chưa đến cái thời điểm mà nó có nhiều hàng bãi để mang về thị trường của Việt Nam. Vâng, quý vị thân mến, để em lật lại mặt sau để quý vị chúng ta cùng xem mặt sau. Vâng, đây là mặt sau của sản phẩm. Mời quý vị chúng ta cùng xem mặt sau. Vâng, dòng 2402 này nó được cải thiện những gì? Đấy, em cũng xin phép để chia sẻ đến quý vị và các bạn. Nó được thiết kế có thêm mấy cái cổng quang này. Đấy, mấy cổng quang này để chúng ta có thể cài đặt các chế độ nhạc, nếu như những người quen sử dụng những các cái cổng này. Còn tuy nhiên những người chưa quen sử dụng những các cái cổng này thì chúng ta có thể cứ đấu tín hiệu vào là nghe bình thường như những các cái cục đẩy khác. Và những dòng đẩy này nó được cải thiện rất nhiều so với 2402, bởi vì những các cái tần số lọc âm của nó rất tốt, trong trẻo sáng, tiếng bát tiếng chép rất là nhuyễn thanh bạch. Với sản phẩm này thì nói thật với quý vị là cũng không phải là nói hay là nói nó mới nó đẹp, em cũng nói rất thật, không khen không chê gì nó, nhưng mà đảm bảo là em hứa danh dự nó là còn nguyên zin, còn nó đẹp hay nó mới như thế nào thì
mời quý vị chúng ta cũng đang xem trên clip và chúng ta cũng có thể nhận định được độ mới, độ đẹp nó như thế nào. Và cũng xin chia sẻ luôn dòng sản phẩm này, bên Tị Audio đang cung cấp với giá trên 22 triệu và dưới 23 triệu với sản phẩm đẹp như thế này. Để đánh giá một sản phẩm này thì bên Tị Audio đánh giá nó được đẹp với chất lượng trên 90%. Tuy nhiên Tị Audio chỉ cho nó là 90% thôi, còn có thể nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu sản phẩm cũ hơn, xấu hơn, không được tốt, không được đẹp như thế này, chẳng hạn như 2400 hay hoặc cũng là 2402 mà nó xấu hơn thế này, đấy, chất lượng nó kém, nó không được đẹp như thế này, thì bên Tị Audio chỉ cung cấp với giá từ 20 trở lại chứ không vượt quá 20. Còn riêng đẹp mới trên 90% như thế này, bên Tị Audio sẽ cung cấp với giá trên 22 và dưới 23 triệu bao ship tận nhà cho quý vị và các bạn. Vâng, vậy quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu những dòng đẩy này, xin vui lòng liên hệ theo số 0975600005 để có được sản phẩm tốt nhất. Và cũng rất vui nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn, xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới, đồng thời chia sẻ với bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và bây giờ Tị Audio xin phép được dừng clip tại đây. Thân ái chào quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc.